giải lên, giải lên. À, và cho thấy công việc bây giờ đang rất là khó khăn, rất là khó khăn. Trò chơi này không đơn giản. Giải lên, giải lên. Đó lên, trò chơi như đây. Thật chó đầu, khỏe như giống, ăn như giống và đi dây như giống. Tôi chưa bao giờ nghe thật chó đi về. Thật chó thì đi đâu? Giải lên. Giải lên, giải lên. Nhắc lại là không được mà còn đòi hỏi sự phối hợp đồng đội và đòi hỏi tôi bắt nó được chết. Nhớ lên, 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 các em di chuyển ra khỏi cái đường lan này cho mọi người thi đấu. À, anh Thuận ơi, nhớ lên luôn ơi, khi mọi người di chuyển ra khỏi đường này để cho người ta thi đấu. Vâng, và như vậy là đội Thắng Thắng đã có hai vận động viên đi đầu tiên. Wow, rồi như vậy còn vận động viên số 3. Tuyệt vời, vỗ tay cho hai vận động viên đầu tiên. Nghe lên. Rồi, tất nhiên nữ. Rồi, tới phiên nữ, hãy cổ động cho Nguyệt Lê Gia. Cổ động viên. Cổ lên, cổ lên. Một người đi thì rất là dễ, tuy nhiên ba người đi thì rất là khó. Chuẩn bị. Cố lên, cố lên. Oh, ai vượt qua khu vực gọi là... vui chơi hát bên anh Hùng Thi rất là vui nha các bạn. Nhanh lên, nhanh lên, đội Lầy Lội ơi. Lầy Lội ơi. Bây giờ sẽ đến tháng 3. Cười ơi, cười ơi, nghe chuyện đi bằng xe của ông Thi. Quả như là tên sư 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 s